Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh tên là CT. Và hôm nay là ngày 4 tháng 4 thì hôm nay con xin lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng tất cả cô chú anh chị. Đó là một cái lô linh sam 86. Thì những cây linh sam 86 này hiện tại con đang giao lưu với một cái giá rất là rẻ. Đó, hàng này là về cô chú anh chị về một chậu có thể tách về tách được 2 đến 3 cây. Và những cái cây này về cô chú anh chị mình làm những cây bonsai mini thì rất là đẹp. Đó, linh sam 86. Đó, hiện tại là con đang giao lưu với giá rất là mềm, rồi con sẽ giới thiệu cụ thể từng cây ha. Và đây là bầu đắc của em linh sam 86, thì bầu đắc hiện tại rất là nhỏ, còn bộ chi tàn của nó thì rất là to. Đó, về nếu như cô chú anh chị mình có mua về thì mình thêm chắc trồng vào để mình nuôi dưỡng em nó tiếp tục ha. Thì cái này là dắt đầu là để nguyên đầy chậu luôn, nhưng mà chồng giết rồi em nó ăn hết hết trơn chắc chồng luôn nha cô chú anh chị. Em nó ăn hết trơn chắc chồng luôn. Và hiện tại là những cây này là nó rất là tốt và chi tàn nó rất là nhiều. Về cô chú anh chị mình có thể làm những cây bonsai thật là đẹp ha. Đó. Cây thì đa số là một cốt và thêm một cây nhỏ. Nói chung là một chậu là hai cốt là nhiều nhất. Một chậu hai cốt như thế này là nhiều nhất nha cô chú anh chị. Về mình có thể tách được hai cây. Và có những chậu ba cây như thế này. Một chậu ba cây như thế này nha. Vì mình có thể tách được ba cây bonsai mini trong một chậu để mình chơi. Đó. Và những cây linh sam 86 này là loại nhỏ, về chơi bonsai mini con đang giao lưu với một cái combo là 5 cây 250.000, còn bao phí vận chuyển. Còn nếu như cô chú anh chị mua hai cây vẫn được, nhưng con không có bao phí vận chuyển nha cô chú. Nó 5 cây 250.000 bao phí vận chuyển. Và đây là những bông hoa của linh sam 86. Nó hiện tại là nó đang nở nụ rất là nhiều, nó chưa có nở hoa trổ hoa ha. Thì cô chú anh chị mình cũng có thể thấy đó, nụ rất là nhiều nha. Khi mà của chú anh chị mình trồng tới một cái độ già nhất định thì cây nó sẽ ra hoa và ra nụ như thế này. Đây là linh sam 86, loại cây này là loại 65.000. Còn hiện tại con đang giao lưu với cô chú mình là loại cây 45.000, nó nhỏ hơn. Và nhưng mà nó vẫn ra bông như thế này nha cô chú anh chị, nhưng mà cái mật độ nó thưa hơn. Ở linh sam 86 5 cây 250.000 bao ship. Còn đây là linh sam hồng phấn, thì con quay ké vô clip này để cô chú anh chị mình ngắm hoa ha. Đó, con quay ké vô clip này để cô chú anh chị mình ngắm những bông hoa của linh sam hồng phấn, thì hiện tại nó nở ra rất là đẹp. Con muốn quay lên clip này để sẵn để giới thiệu và cho cô chú anh chị mình cũng có thể là ngắm hoa luôn. Ngắm hoa và biết hoa luôn. Còn như sát một bên cái bông hoa linh sam hồng phấn này là linh sam trắng nha cô chú anh chị. Này hồng phấn nha, con liêu qua trắng nè. Đó, cây này là cây trắng nha. Đây. Đó, những cây linh sam trắng. Như hiện tại mấy em trắng đang cũng nở hoa rất là nhiều. Đây. Linh sam trắng ha. Đây là em hồng nè. Rồi để con qua quay cái bông của linh sam sông Hinh để cô chú anh chị mình ngắm một cái nữa rồi con sẽ tạm dừng video tại đây nha. Đó, con có quay một cái video clip để giới thiệu về những bông hoa rất là đẹp. Cô chú anh chị mình có thể bấm vào coi luôn ha. Bấm vào kênh, đăng ký kênh con sẽ quay những bông hoa cực kỳ đẹp nha. Sông Hinh. Đây là những bông hoa của linh sam sông Hinh nha cô chú anh chị. Còn đây là hồng phấn nè. Quay qua đây em ơi. Ôi ôi. Quá đẹp của chú anh chị ơi.
Rồi con xin mến chào cô chú anh chị, con xin nhắc lại là 5 cây linh sam 86 loại nhỏ giá 45.000 một cây, mua từ 5 cây là 250.000, con sẽ bao ship. Con cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cô trong thời gian qua. Rồi con xin mến chào cô chú anh chị ạ.